À, cái vấn đề mà 1.000 tỷ cái viên kim cương của tôi á, thì tôi được biết rằng có rất là nhiều người đã inbox vào hiệu Ráp nè, rồi hiệu Harry Winston nè, rồi rất là nhiều thương hiệu tôi mua, hỏi xem tôi có mua kim cương hay không và tôi có phải là khách hàng đó hay không. Một sự nhiệt tình trên mức cần thiết để chứng minh rằng là tôi có mua kim cương hay không và cái viên kim cương đó của tôi là thật hay giả. Và mọi người đó thì quý vị biết rằng là khi người ta đã kinh doanh tới như vậy rồi và tôi là khách hàng VIP thì không dễ gì họ đi thông tin cho mọi người biết đâu, nhưng mà họ thông tin lại cho tôi biết là ở Việt Nam của mày có rất là nhiều người rất là tò mò hỏi là mày mua viên kim cương đó như thế nào và mày là khách hàng ra làm sao. Phải nói là đó là một sự nhiệt tình, đó là chỉ có người Việt Nam mình mới làm điều đó thôi. Bởi vì mình nói một số bạn á là dân trí thấp á, thì mấy bạn tự ái dễ dùng không chịu. Chứ giờ mình hỏi thiệt, không lẽ mà tao ở không có tao chạy khơi khơi ra ngoài quận nhất, tao chui vô mấy cái store mà đồ hiệu á, thôi mày Gucci, Chanel đồ á, cái tao truy data khách hàng của người ta. Ê mày cho tao hỏi, bữa giờ tao lên mạng xã hội á, tao thấy con đó thằng đó khoe đồ hiệu, tao cảm thấy trước mắt tao thấy ghét quá, tao không tin cái đó là đồ thiệt. Thì bây giờ mày trả lời cho tao biết á, có phải là nó mua ở đây, đồ ở đây bán ra hay không, để cho tao có cơ sở, tao lên mạng tao bóc phốt nó cho đã cái nư của tao. Mày nghĩ có ai trả lời cái đó không? Các bạn có ý thức được cái vị trí xã hội và cái level của mình như thế nào không? Cho hỏi là hiện tại mỗi tháng các bạn đang thu nhập bao nhiêu? Các bạn chi xài mua sắm cái gì? Mà các bạn phải đi thắc mắc cái chuyện đó. Và bạn nghĩ các bạn là ai mà người ta phải trả lời cái chuyện đó? Mình nghĩ á, đời sống mấy bạn hiện tại á, chắc đang ấm no đủ đầy lắm đúng không? Nên mới có thể dư hơi mà đi quan tâm, xăm soi những cái chuyện như vậy. Chứ mình thấy đa số mọi người á, đang trong cảnh á, kinh tế á, thì khó khăn, suy thoái á, chưa qua, thiên tai á, đủ khắp mọi nơi, từ Mỹ cho tới Việt Nam. Thấy có dễ sống không? Thì những cái người á, mà người ta còn làm ăn được, người ta có sự thành công có dư mà chịu xón ra đi giúp xã hội mà hàng á, bộ nhiều lắm hả? Từ quốc tế cho tới nội địa luôn á, nghe câu á, thuyền to sóng to. Tự nhiên mấy bạn nghèo rồi bạn cứ xỉa vô cái chuyện giàu của người ta, các bạn không tin là người ta có thể giàu được tới cỡ đó. Nhưng á, mà phải hiểu á, ở cái thời điểm hiện tại á, mỗi khi á, mà có biến cố lớn, nhiều khi những cái người á, mà càng làm ăn lớn, người ta càng dễ lụng bại á. Có để ý thấy á, đa số những người giàu á, người ta nín thinh, im lìm hết không? Người ta sợ đủ thứ. Còn bà trường mặt ra, bà nói cho ai? Đâu phải cho thân bà đâu. Nhiều đứa cứ bảo á, là lên tới BA, bán từng cái vé của Đại Nam. Trời ơi, người ta đeo cái viên kim cương đúng 1.000 tỷ hay không? Các bạn có thể không tin. Nhưng cái việc á, người ta làm từ thiện cứ chục tỷ, trăm tỷ á, sao không giỏi bạn không đi truy mấy cái chuyện đó là có đúng hay không? Nên thôi, cái chuyện á, bà đeo cái gì trên người á, có 1.000 tỷ hay không á, không có quan trọng. Vậy bạn đi hỏi giá chứ các bạn cũng có mua được đéo đâu. Giờ bà nói bà bán cái viên đó, bà lấy 1.000 tỷ á, bà nộp cho mặt trận Tổ quốc để làm từ thiện á. Muốn biết thật hay giả, dễ lắm. Khỏi đi hỏi ta bà thế giới. Kiếm người có đủ điều kiện, mang 1.000 tỷ xuống ngồi trước mặt bà ngang hàng phải lứa, mang cái viên đó ra, thuận mua vừa bán. Bạn giao dịch được cái viên đó 1.000 tỷ thì bạn có cả ngàn cách để mà biết cái viên đó thật hay không. Mà cái quan trọng cuối cùng là 1.000 tỷ đó đi làm từ thiện, giải quyết được cái khúc đó đi là xong. Thôi tóm lại á, là chưa tìm được cái người mua nào á, thiện chí chịu xuống tiền lấy cái viên đó để cùng nắm tay nhau đi làm từ thiện á. Thì mấy bạn bớt lăng xăng xăm soi định giá đi. Tự nhiên mình nghèo mình ngồi không, mình cứ cố phải đi tìm bằng chứng để chứng minh là người ta không giàu được tới mức như vậy. Chi vậy? Bà giàu tới đâu á, nó liên quan ảnh hưởng gì á tới bạn hết. Các bạn cứ lo đi sân si với bà Hằng á, mà quên, không chịu thừa nhận cái thực tế á. Bà giàu tới đâu á, thì mình không biết. Nhưng chắc chắn á, cả đám tụi mình cộng lại á, nghèo hơn bà là cái chắc. Trên tay của bà đeo bao nhiêu viên, một viên bao nhiêu tiền, không quan trọng liên quan gì tới mình á. Trừ phi, mình là người mua đi đã. Rồi bây giờ, mấy bạn cứ ăn no ngồi không ở đó, liên hệ chỗ nọ, chỗ kia, để thọc mạch moi móc thông tin về bà Hằng. Sao không giỏi á, liên hệ thẳng với mặt trận Tổ quốc. Hỏi coi có đúng, ông Dũng bà Hằng với Đại Nam cho vô đó bao nhiêu tỷ như vậy hay không, hay người ta cũng là cái thể loại á phong bạc như mấy cái đứa hổm giờ. Rồi về á, tự hỏi lại bản thân là mỗi tháng đang đi làm thu nhập được nhiêu, có dư để phụ giúp báo hiếu với cha mẹ ruột của mình chưa. Chưa được á thì thôi ráng đâu tập trung á, làm đi để yên cho bà Hằng, giúp xã hội chứ đừng có phá nha. Bởi vì mình nói một số bạn á là dân trí thấp á, thì các bạn tự ái dễ dùng không chịu. Chứ giờ mình hỏi thiệt, không lẽ mà tao ở không có tao chạy khơi khơi ra ngoài quận nhất, tao chui vô mấy cái store mà đồ hiệu á, thôi mày Gucci, Chanel đồ á, cái tao truy data khách hàng của người ta. Ê mày cho tao hỏi, bữa giờ tao lên mạng xã hội á, tao thấy con đó thằng đó khoe đồ hiệu, tao cảm thấy trước mắt tao thấy ghét quá, tao không tin cái đó là đồ thiệt. Thì bây giờ mày trả lời cho tao biết á, có phải là nó mua ở đây, đồ ở đây bán ra hay không, để cho tao có cơ sở, tao lên mạng tao bóc phốt nó cho đã cái nư của tao. Mày nghĩ có ai trả lời cái đó không? Các bạn có ý thức được cái vị trí xã hội và cái level của mình như thế nào không? Cho hỏi là hiện tại mỗi tháng các bạn á, đang thu nhập bao nhiêu?
các bạn chi xài mua sắm cái gì mà các bạn phải đi thắc mắc cái chuyện đó, và bạn nghĩ các bạn là ai mà người ta phải trả lời cái chuyện đó. Mình nghĩ á, đời sống mấy bạn hiện tại đó chắc đang ấm no đủ đầy lắm đúng không, nó mới có thể dư hơi mà đi quan tâm săm soi những cái chuyện vậy. Chứ mình thấy đa số mọi người á đang trong cảnh á, kinh tế á, thì khó khăn, suy thoái á, chưa qua, thiên tai á, đủ khắp mọi nơi từ Mỹ cho tới Việt Nam, thấy có dễ sống không? Thì những cái người á mà người ta còn làm ăn được, người ta có sự thành công có dư mà chịu xón ra đi giúp xã hội mà hàng á, bộ nhiều lắm hả? Từ quốc tế cho tới nội địa luôn á. Nghe câu á, thuyền to sóng to, tự nhiên mấy bạn nghèo rồi bạn cứ xỉa vô cái chuyện giàu của người ta, các bạn không tin là người ta có thể giàu được tới cỡ đó. Nhưng á, mà phải hiểu á, ở cái thời điểm hiện tại á, mỗi khi á, mà có biến cố lớn, nhiều khi những cái người á, mà càng làm ăn lớn người ta càng dễ lụng bại á. Có để ý thấy á, đa số những người giàu á, người ta nín thinh im lìm hết không, người ta sợ đủ thứ. Ừ. Còn bà trường mặt ra bà nói cho ai, đâu phải cho thân bà đâu, nhiều đứa cứ bảo á, là lên để bia bán từng cái vé của Đại Nam. Trời ơi, người ta đeo cái viên kim cương đúng 1.000 tỷ hay không các bạn có thể không tin, nhưng cái việc á người ta làm từ thiện cứ chục tỷ trăm tỷ á, sao không giỏi bạn không đi truy mấy cái chuyện đó là có đúng hay không. Nên thôi cái chuyện á, bà đeo cái gì trên người á, có 1.000 tỷ hay không á, không có quan trọng, vậy bạn đi hỏi giá chứ các bạn cũng có mua được đéo đâu. Giờ bà nói bà bán cái viên đó bà lấy 1.000 tỷ á, bà nộp cho mặt trận tổ quốc để làm từ thiện á, muốn biết thật hay giả dễ lắm, khỏi đi hỏi ta bà thế giới, kiếm người có đủ điều kiện mang 1.000 tỷ xuống ngồi trước mặt bả ngang hàng phải lứa, mang cái viên đó ra thuận mua vừa bán, bạn giao dịch được cái viên đó 1.000 tỷ thì bạn có cả 1.000 cách để mà biết cái viên đó thật hay không. Mà cái quan trọng cuối cùng là 1.000 tỷ đó đi làm từ thiện, giải quyết được cái khúc đó đi là xong. Thôi tóm lại á, là chưa tìm được cái người mua nào á thiện chí chịu xuống tiền lấy viên đó để cùng nắm tay nhau đi làm từ thiện á, thì mấy bạn bớt lăn xăn săm soi định giá đi. Tự nhiên cái mình nghèo mình ngồi không, mình cứ cố phải đi tìm bằng chứng để chứng minh là người ta không giàu được tới mức như vậy chi vậy. Bà giàu tới đâu á, nó liên quan ảnh hưởng gì á tới bạn hết. Các bạn cứ lo đi sân si với bà Hằng á mà quên, không chịu thừa nhận cái thực tế á, bà giàu tới đâu á thì mình không biết, nhưng chắc chắn á, cả đám tụi mình cộng lại á nghèo hơn bà là cái chắc. Trên tay của bà đeo bao nhiêu viên, một viên bao nhiêu tiền không quan trọng liên quan gì tới mình á, trừ phi mình là người mua đi đã. Rồi bây giờ mấy bạn cứ ăn no ngồi không ở đó, liên hệ chỗ nọ chỗ kia để thọc mạch moi móc thông tin về bà Hằng, xong giỏi á, liên hệ thẳng với mặt trận tổ quốc hỏi coi có đúng ông Dũng bà Hằng với Đại Nam cho vô đó bao nhiêu tỷ như vậy hay không, hay người ta cũng là cái thể loại á phong bạc như mấy cái đứa hổm giờ. Rồi về á, tự hỏi lại bản thân là mỗi tháng đang đi làm thu nhập được nhiêu, có dư để phụ giúp báo hiếu với cha mẹ ruột của mình chưa. Chưa được á thì thôi ráng lo tập trung á làm đi để yên cho bà Hằng, giúp xã hội chứ đừng có phá nha.